Rồi xin chào cô chú anh chị, tiếp tục quay trở lại với kênh Ba Sứ Chung Lơi. Trong buổi chiều hôm nay em sẽ quay bán một lô sứ ghim nha chị. Thì loại sứ ghim này là sứ ghim chiếc nhánh nha chị. Nó được chiếc nhánh ra thành những cây ghim như thế này. Thì clip này em sẽ giới thiệu mình là 21 cây nha anh chị. Được em đánh số từ 1 đến 21. Anh chị mình yêu thích cây nào thì mình cứ liên hệ trực tiếp về đặt hàng. Số điện thoại đặt hàng là số 070 27 27 998 nha anh chị. Thì hàng này bên em giao tối thiểu là từ 2 cây trở lên nha anh chị. Anh chị mình chọn là chọn từ 2 cây trở lên ha. Thì phí ship thì bên em sẽ bao ship cho mình luôn. Cây giao anh chị là sẽ giao nguyên chậu như thế này anh chị, đóng hàng nguyên chậu gửi đến mình ha. 2 cây thì bên em sẽ bao ship cho mình luôn. Đó, 2 cây thì nó tầm khoảng 100 ngoài hoặc là 200 ngoài nha anh chị, tùy theo mình lấy cây nào ha. Anh chị mình chốt hàng thì mình xem ngày đăng cộng với mã số cây nha anh chị. Bên em giao cho mình là dựa theo ngày đăng cộng mã số cây ha. Thì em quay cây nào là em sẽ giao cái đó luôn nha anh chị. Rồi, thì cũng chiều tối rồi nên em quay nó hơi nhanh tí xíu nha anh chị. Rồi, đầu tiên là một cây số 1 nha anh chị. Cây số 1. Cây này giá là 90 ngàn. Đó, cây này là cây Phú Lộc nha anh chị. Cây Phú Lộc. Cây này thì hoa của nó sẽ ra màu đỏ đậm nha anh chị. Màu đỏ đậm nha. Hoa kép 3 lớp cho mình luôn. Đang có nụ sẵn cho mình anh chị. Nụ thì nó ra đỏ đỏ như thế này nha anh chị. Nó, còn khi nở hoa ra thì nó ra cái màu đỏ ha. Màu đỏ 3 lớp đỏ đậm ha. Đây, cây của mình thì có hai cúc phân nha chị, hai cúc phân đâm lên. Nó thì nó ra rất là nhiều tược như thế này. Trên đầu ngọn thì thường nó có nụ sẵn cho mình luôn nha anh chị. Nó nụ đỏ ha. Cây này nụ đỏ hơi đậm nha. Rồi chiều cao cây này á thì tầm khoảng là 22 cm nha chị. Khoảng hơn một quen tay tí xíu. Mã số 1 Phú Lộc 90 ngàn. Rồi, mình chuyển qua cây số 2 nha chị. Cây số 2 á là một cây hồng khanh. Cây này giá của nó là 100 ngàn nha chị, giá 100. Cây hồng khanh này á thì qua chuyển màu ha, màu chủ đạo nó là cái màu đỏ hồng nha chị. Sau này nó chuyển ra cam cam đó nha chị. Qua này nó chuyển nhiều màu nha. Chiều cao thì tầm khoảng 25 cm nha chị. Thì nó lên hai thân như thế này. Đó, lên hai thân rất là khỏe luôn nha chị. Cây hồng khanh, cây này mình có thể về lấy bao ghép được luôn nha. Đang có nụ ha, nụ của nó thì ra đỏ hồng luôn. Đó, mã số 2 nha chị, là cây hồng khanh giá 100. Rồi tiếp tục mã số 3 nha chị. Mã số 3 là một cây tăng quý, cây này giá 100 luôn nha chị. Cây này thì đang có hoa sẵn cho mình. Cây này thì hoa của nó là hoa cánh đơn nha chị, màu đỏ ha. Nhị của nó thì gần họng hoa thì nó ra màu trắng như thế này nha chị. Đó, hoa thực tế luôn nha. Đó, cây này tăng quý nha chị, tăng quý thì một giống rất là sai hoa luôn. Hoa của nó năm cánh như thế thôi. Chiều cao của này thì tầm khoảng 27 cm nha chị. Rồi cây số 3 nha chị, tăng quý 100. Rồi tiếp tục là cây số 4 nha chị. Cây số 4 là một cây ghép TD, cây này giá 100 luôn nha chị. Cây này hoa của nó sẽ ra cái màu vàng 3 lớp có hương thơm. Chiều cao của mình là tầm khoảng 26 cm nha chị. Cây thì nó phân ra được ba cái ngọn như thế này. Nó đây ngọn trên này hai ngọn ha. Màu vàng 3 lớp có hương thơm nha anh chị. Mã số 4 ghép TD. Giá 100 ha. Rồi tiếp tục là mã số 5 nha chị. Mã số 5, cây này hai thân, tím là màu 1 giá 90 ngàn. Cây này giá 90 ngàn thôi nha anh chị. Chiều cao thì tầm khoảng 23 cm luôn. Nó sẽ ra tím ha. Ở màu gần nhị thì ra tím đậm nha. Còn diện cánh thì nó ra hồng hồng nha chị. Nó tím màu 1 ha. Mã số 5 này 90 ngàn. Rồi tiếp tục là mã số 6 nha chị. Mã số 6 là một cây tím phan. Cây này là giá 90 luôn nha chị. Giá 90 luôn. Cây tím phan nha chị. Chiều cao thì tầm khoảng 27 cm luôn. Cây nào. Cây này đang lên nụ luôn nha chị. Tím phan này á, nó sẽ lên nụ đỏ nha chị. Khi mà nở qua ra thì nó ra màu tím hai lớp ha, giống như giới thiệu nha chị. Giống như mặt qua em chàng lên luôn. Còn khi mà lên nụ á, nụ nhỏ thì nó ra đỏ nha. Khi mà nó lớn lên nó mới chuyển ra tím nha chị. Đây, đang có hai đầu nhụy nhỏ nè. Cây này hai thân luôn ha. Bên đây, nhánh bên đây em cắt lấy bo rồi. Nó đang lên chồi mới nha chị. Cái này mình cắt chồi chỗ nào thì nó sẽ lên hai ba chồi chỗ đó nha chị. Nên mình khỏi lo ha. Anh chị mình về nhà mình có thể cắt lấy giống là mình cơi tàn. Sau này nó sẽ ra được nhiều nhánh hơn. Giống như nhánh này em cơi trước nè, nó ra được 4 ngọn nè. Đó, mã số 6 nha chị. Mã số 6 là 90 ngàn, tím phan nha chị. Tiếp tục là mã số 7 nha chị. Mã số 7 giá 101. Cây này là cây ngọc băng. Ngọc băng nha chị, trắng ngọc băng. Cây này trắng tinh ha, màu trắng tinh ba qua kép 3 lớp luôn. Nó giống ngọc băng nha chị. Này trắng tinh ha, sai bông to không sập không gì nha anh chị. Nó chỉ có một màu trắng thôi. Đó, cây này giá 101, mã số 7. Chiều cao thì tầm khoảng 25 cm luôn. Rồi, tiếp tục là mã số 8 nha chị. Mã số 8 là giá 100 luôn nha chị. Cây này á, là cây anh thơ, cây anh thơ nha chị. Qua của nó sẽ ra cái nền trắng ha. Ở phía trong thì nó ra đỏ hồng, đỏ hồng hồng ha. Nó có chạy rất
nhiều đường chỉ luôn nha chị. Nó đang có nụ sẵn luôn, nụ thì ra hồng hồng như thế này. Rồi cây này chiều cao thì tầm khoảng 25 cm luôn. Mã số 8 là giá 100 nha chị. Rồi tiếp tục là mã số 9. Mã số 9 thì giá là 80.000. Nó mã số 9 là 80.000 thôi nha chị. Thì cây này đó là cây Sita 1 nha chị. Cây này lên một thân ha, lên một thân lên hai ngọn thôi. Nó qua giống qua Sita 1. Qua kép 3 lớp nha chị. Chiều cao cây này thì tầm khoảng 27 cm luôn. Cây này giá là 80.000. Rồi tiếp tục là cây số 10. Cây số 10 80.000 luôn. Cây này là cây Long Thành nha chị. Long Thành 1 nha. Long Thành 1. Nó qua đỏ kép 3 lớp nha chị. Màu qua giống trên ảnh luôn. Đó, cây này nó ra một màu đỏ nha. Đang có rất là nhiều nụ sẵn nè. Chiều cao thì tầm khoảng 25 cm luôn. Đó. Cây 9 cây 10 nha anh chị. Đồng giá là 80.000. Mình lấy hai cây 160.000. Đó, trên cái clip này rẻ nhất nha. Bữa anh em vẫn bao ship cho mình nha anh chị. Đó. Mã số 10 80.000 nha chị. Tới mã số 11 nha chị. Mã số 11 cây này giá 100. Cây này tới hai thân luôn nha chị. Nó có hai cây trên một chậu luôn ha. Nó có cây nguyệt cát với cây tím than. Đây là cái giống nguyệt cát của mình anh chị. Nguyệt cát thì qua như thế này. Qua có ra cái nền trắng ha, phía trong hồng hồng có sọc 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 đó. Đó, cái này là nguyệt cát nha chị. Qua có hương thơm cho mình luôn. Đó, giống cây thứ hai là cây tím than. Cây tím than là ra cái nụ đỏ đỏ như thế này nè. Đó, sau này nó chuyển qua tím nha chị. Tím hai lớp. Thì cây này chiều cao á thì tầm khoảng 25 cm. Một chậu này mình trồng hai cây nha chị. Nó một chậu hai cây đều là cây green hết. Một cái là nguyệt cát, một cái là tím than. Nó mình mua một chậu như thế này. Chậu này là chậu số 11 nha. Giá của nó là 100.000. Rồi tiếp tục là mã số 12 nha chị. Mã số 12 thì giá 100 luôn. Đó, mã số 12 giá 100 nha chị. Rồi cây này giá của nó là 100.000 nha chị. Đó, cây này là cây An Lạc nha chị. Giống qua An Lạc của mình. Chiều cao thì khoảng một gang tay. Đó, cây này thì qua của nó sẽ ra cái màu vàng, viền hồng phớt hồng. Màu qua kép 3 lớp giống trên ảnh. Cây này thì khi mà nó ra nụ và nụ hồng nha chị. Khi mà nở qua thì nó ra cái màu vàng viền hồng phớt hồng ha, kép 3 lớp luôn. Mã số 12 giá 100 nha chị. Rồi tiếp tục là mã số 13. Mã số 13 là giá 100 luôn. Cây này là cây kiều diễm nha chị, cây kiều diễm. Cây này em cắt trống rồi nha. Đó, nó đang sau này nó lên được mới nha chị. Đây, cây này giá 100 nha chị. Cây này kiều diễm nha. Chiều cao thì tầm khoảng một gang tay, tầm khoảng 22 cm đang có đầu nụ nhỏ. Cây này thì sẽ ra cái màu hồng viền trắng qua kép 3 lớp nha chị. Nó qua kép 3 lớp nha, đang có nụ nhỏ nè. Nó cây này thì em cắt hai cái đây, em cắt khúc này ha. Chưa cắt ở đây, sau này nó ra thực mới anh chị mình yên tâm ha. Cây ghim thì rất là dễ luôn. Mấy cây khác anh chị mình cứ về cứ cắt thoải mái. Thì nó vẫn ra được thực mới, nó ra cái giống hoa của mình. Nó đây đang có chồi chồi nhỏ nè. Rồi cây kiều diễm nha chị, cây này giá 100 ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 14 nha chị. Cây mã số 14, cây này giá 130. Cây này là cây tiết kiều. Cây tiết kiều nha chị. Tiết kiều thì sẽ ra cái màu trắng kem. Đang có rất là nhiều nụ luôn. Cây này rất là dễ ra bông luôn nha chị. Giống rất là mạnh nha. Giống hừng rất là mạnh luôn. Cây này thì chiều cao tầm khoảng hơn 28 cm. Cây phân nhánh rất là nhiều luôn. Đây, nó phân một chồi nhỏ như này nữa nè. Nó tiết kiều nha chị. Cây này giá 130. Mã số 14 nha. Rồi em quay nhanh luôn nha chị. Quá tối. Rồi tiếp tục là mã số 15 nha chị. Mã số 15 là cây Vĩnh Lộc 16 ha. Cây này giá 90.000. Nó Vĩnh Lộc 16 90.000. Chiều cao tầm khoảng 25 cm. Cây này á, thì lên nụ hồng. Bông thì sẽ ra màu trắng kép 3 lớp. Có cái phớt hồng nhẹ phía trong ha. Nó nụ hồng nha chị. Còn qua thì nó sẽ ra màu trắng phớt hồng. Cây 15 là 90. Rồi tiếp tục cây 16 luôn. Cây 16 thì giá 101. Cây này là cây Ngọc Diễm. Cây Ngọc Diễm nha chị. Qua này qua cánh đơn nha. Qua 5 cánh đang có nụ nhỏ luôn. Cây này thì ra cái nền hoa trắng, phía trong thì nó ra cái hồng với cái sọc màu hồng hồng đỏ đỏ nè chị. Đó. Cây này là cây Ngọc Diễm nha, hoa của nó thì hoa cánh đơn nha chị, một lớp thôi ha, năm cánh một lớp. Rồi cây phân nhánh rất là nhiều, chiều cao thì tầm khoảng 30 cm luôn. Cây 16 này là giá 101 nha chị. Rồi, tiếp tục là cây 17, cây 17 này giá 170 nha chị. 17 là giá 170 ha. Cây này là cây hơi ga, nó cây hơi ga nha chị. Cây này thì qua của nó sẽ ra màu trắng, có chạy cái viền ở ngoài ha, màu hồng hồng ha. Qua kép 3 lớp giống như trên ảnh nha chị. Cây của mình thì đang cho nụ nè, cho nụ hồng hồng như thế này nè chị. Giống của tên là hơi ga nha chị. Đây, cây này thì nó hiện tại thì nó có hai cái
hai thân. Đây cây này hai thân nha chị, có hai cái thân đó thì nó ra được hai cái chùm như thế này, giống như hai tầng vậy đó nha chị. Ở trên tầng dưới nè, tầng dưới thì lên rất là nhiều nụ nè, nó tầng thấp nè, có tầng cao nè, tầng cao cũng lên rất là nhiều tàn tược luôn đó. Chiều cao để em coi coi, chiều cao tầm khoảng 28 cm luôn. Cây hơi ga này mã số 17, giá 170 nha chị. Rồi tới cây mã số 18. Mã số 18 là giá 150 nha chị. Mã số 18 giá 150. Cây này á, là cây quăng du mừ, quăng du mừ nha anh chị. Đây anh chị mình coi mặt qua mẫu nha. Cây này qua của nó sẽ ra cái màu vàng nhạt, có cái viền đỏ, phớt đỏ, hồng đỏ nha. Đây cái màu này á, thì nó sẽ bị nó gần tàn nha anh chị, nên là cái màu qua của nó sẽ bị lem đỏ như thế này nhiều nha. Còn anh chị mình coi là coi cái mặt qua mẫu của em á, thì khi nó mới nở nó cái này là cái gần tàn nè, nó gần tàn là nó ra màu như thế này. Qua này á, thì nó lên cánh đơn nha anh chị, qua năm cánh đơn, nó quăng dung mười nha anh chị. Đây cây phân tán rất là nhiều luôn đây chị, nó rất là nhiều cốt nha, một cây rất là đẹp luôn nha anh chị. Nó cây này em bán 150 ngàn nha anh chị, 150 ngàn nha. Rồi cây cực kỳ đẹp nha chị, khoan để em báo rồi nó cũng luôn anh chị. Rồi chiều cao thì tầm khoảng 20 cm nha anh chị, quay nhanh quá nó cũng luôn đó, lên rất là nhiều nụ mới nè. Cái cánh đơn này thì nó rất là xa hoa nha anh chị, nhưng mà hoa của nó thì nó cũng nhanh tàn hơn cái cánh kép nha. Cánh kép thì nó lâu ra hoa hơn, nhưng mà hoa của nó thì nó dạng nó nở lâu quá, còn cánh đơn thì nó nở nhanh, nhưng mà nó hoa của nó cũng nhanh luôn đó. Cây quăng du mừ nha, cây này mã số 18, 150 ngàn nha anh chị. Đó anh chị mình nhớ ghi lại đúng mã số nha anh chị, bên em mới giao đúng cái cây cho mình nha. Rồi tiếp tục là mã số 19 nha anh chị. Mã số 19 là một cây giống cẩm chướng ha, giống cẩm chướng. Cây này 150 ngàn, 150 ngàn cho cây cẩm chướng này nha anh chị. Chiều cao thì tầm khoảng 27 cm luôn. Cây này lên nụ tím tím nha, tím nhạt. Cây này á, thì nở qua ra thì nó sẽ ra cái màu trắng, chạ chỉ viền hồng tím, nó chỉ viền hồng tím mà qua giống gia đảnh nha anh chị. Nó vừa nằm giữa màu hồng với màu tím nha, cái chỉ nó lật lật như thế. Rồi giống cẩm chướng nha chị, cây này phân nhánh nhiều luôn. Đây cây già nha chị, cây của mình rất là già nha, rất là cứng cáp luôn. Rồi cẩm chướng 19, 150 ngàn. Rồi 20, tới cây 20 120 luôn. Cây này là cây gambo đó, cây gambo nha chị, gambo gambo gì cũng nói nha, tùy theo người đọc nha. Cây này thì chiều cao khoảng gang tay, tầm khoảng 22 cm, bông thì nó sẽ ra cái màu hồng, nó màu hồng có viền trắng phía ngoài. Cây này sáng có đăng cây, chưa chưa em có đăng một cây đó anh chị, đang qua ha. Cây này nó đang nụ nè, nó nụ hồng hồng như thế này anh chị, mình dạch ra ha, là mình thấy nè. Cây này khi mà gửi cho anh chị là thường thường nó ra bông luôn nha. Đây em dạch thử cho anh chị coi, dạch qua mạnh tay quá sợ gãy, làm gãy cái nụ nữa đó. Qua của nó hồng ha, phía ngoài viền nè nó ra trắng trắng nè anh chị đó. Đây cây này lùng lực như thế này nè anh chị, những cây lùng lực như thế này mình trồng rất là ok nha, nó không có lên phát triển chiều cao không. Đây nó phát triển nhánh nè, nó lùng nhưng mà phát triển rất là nhiều nhánh. Thứ hai là cây mắt lá nè chị, cái mắt lá của nó nè rất là gặn luôn nha. Nó cây phát cây mình nhìn cái mắt lá gặn như thế này là biết phát triển nó trồng rất là lâu rồi nha anh chị. Đó mắt lá nó mới gặn, nó mới già như thế này nha anh chị. Rồi cây này thì mã số 20 ha, 120 ngàn, giống gambo gambo. Rồi tiếp tục là cây 21, 21 80 ngàn nha chị, cây 80 ngàn. Cây này ra hồng găng đỏ, hồng găng đỏ qua ba kép ba lớp nha chị, không có tên, nó đang có nụ sẵn luôn. Đây màu qua thì kép ba lớp giống như thế, màu hồng găng đỏ nha chị. Chiều cao thì tầm khoảng là 26 cm nha, cây này 80 ngàn. Rồi clip thì em sẽ giới thiệu 21 cây nha chị. Anh chị mình yêu thích cây nào á thì mình cứ liên hệ trực tiếp và đặt hàng. Số điện thoại đặt hàng là số 070 2727998 nha anh chị. Anh chị mình chốt hàng mình nhớ là mình đặt từ 2 cây giùm em nha. Bên em nhận đơn là từ 2 cây. Đó thì bên em sẽ bao ship cho mình luôn. 2 cây thì nó tầm khoảng 100 mấy, 200 mấy thôi nha anh chị. Đó mình được miễn phí ship thì nó rất là rẻ nha.